Chào anh em nhá, tôi có gốc trời mỏ trâu nhỏ nhỏ làm bonsai đây. Hôm nay chắc tôi lâng cái bệ lên anh em ạ. Lâng cái bệ thì tôi cắt cái thùng xốp này đi, bỏ cái đất ra để cho nó lộ bệ ra xem được cốt nó thế nào thì mình mới uốn được anh em ạ. Đây, giờ chắc là này, cái rào tôi cắt cái thùng xốp này ra, tôi đưa lên cái quay thì tôi xem được cái bệ nó thế nào đã. Đây nha, phải cho nó lộ bệ này thì mình mới biết được cái đường chạy của nó anh em ạ, để mà uốn định hình. Đấy, cái bệ nó chạy dài khá đẹp đây này. Thân bên này thì nó không lên mầm. Bây giờ tôi uốn định hình cái này anh em xem cho vui nha. Đây, cuối cùng xong rồi đây nha. Đây, bước đầu định hình này, tôi định hình cái này rồi anh em ạ. Đây, cái thân này tôi tiếp tục nuôi lên. Người cao nó bắt đầu nó chia tay ở trên này, để cho nó song song với cái thân này anh em ạ. Làm cái hai thân. Bên này thì có thể thiết kế một con tử. Nằm vài lần thì nó mới đẹp đấy anh em ạ.